Em xin mời chào toàn thể các bác. Hôm nay thì chúng em nói về một cái vấn đề, đó là nên chọn âm ly hay là cục đẩy cho dàn karaoke. Thì với cái chủ đề này thì em cũng đã khá nó khá là nhiều ở trong các buổi livestream đó. Thì tuy nhiên đến hiện nay thì cũng có rất là nhiều anh em đang thắc mắc phân vân là không biết là nên chọn là đẩy hay âm ly, bởi vì là âm ly thì với cái góc nhìn của các bác và anh em gọi là mới chơi âm thanh ấy, thì anh em thấy âm ly nó rất là quen thuộc, hầu như đi đâu cũng có. Thế nên là nhiều lúc anh em nghĩ rằng à âm ly nó hay hay thì nhìn mới có nhiều người dùng, thì cái tư duy đó cũng khá là đúng đúng không ạ? Bởi vì là từ những cái năm 90 cho đến những cái năm 2000 đó, thì cái thời đó thì cái cục đẩy này nó chưa phổ biến về đẩy nhá. Và những cái dòng loa full nó công suất lớn, ví dụ như các cái dòng full 30 này 40 đó, nó cũng chưa phổ biến đó. Cho nên là cái thời đó thì chúng ta chỉ dùng những cái dòng loa nằm như là B&B, Bass 25 hoặc những cái dòng loa Bass 20 đó, thì chúng ta sử dụng âm ly nó phù hợp đúng không ạ? Đấy, bởi vì là chúng ta lúc đó là mua bán thì thứ nhất là về kinh tế nó còn nhiều khó khăn, thứ hai nữa là về cái đa dạng về sản phẩm thì cũng chưa có đúng không ạ? Thời đó chúng ta mua những cái dòng đẩy vang rồi loa công suất lớn thì thời đó thực sự là nó rất là hiếm ít, và để mà nói để mua được thì rất là đắt tiền đó, rất là đắt tiền để có thể mua được cho chúng ta những cái dòng loa công suất lớn, bởi vì cái thời đó nền kinh tế chúng ta còn kém, thu nhập cũng còn thấp đó. Thế nên là cái thời đó anh em mua những cái dòng âm ly này nó lại là phổ thông, nó rất là nhiều đó, cho nên đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều em vẫn đang dùng âm ly đúng không ạ? Em không nói là âm ly nó không hay, nhưng để nó phù hợp thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích anh em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích này. Tại sao âm ly tính tới thời điểm hiện tại thì nó lại không phù hợp cho những cái dàn loa công suất lớn đúng không ạ? Bởi vì anh em biết rằng là khi mà chúng ta hát karaoke ấy, cái tiếng mic nó cực kỳ là quan trọng. Nó góp phần cho chúng ta phải cảm nhận được cái độ hát, cái tiếng hát của chúng ta nó trong trẻo, gọn gàng và không bị vỡ tiếng. Thì chúng ta sẽ phải dùng những cái dòng loa công suất lớn. Và loa đã công suất lớn rồi thì chúng ta sẽ phải trang bị cho mình các cái mic công suất nó phải tương đương đó, ít nhất nhé là gấp rưỡi công suất, tức là gấp rưỡi với công suất của loa. Ví dụ như loa công suất của chúng ta là 400W thì cục đẩy hoặc là âm ly chúng ta phải dao động từ 600W trở lên. Như anh em biết rằng là để mà âm ly trang bị từ 500-600W thì không phải là không có, nhưng mà rất là hiếm, mà có đi chăng nữa thì nó rất là đắt tiền đúng không ạ? Đó, nó sẽ đắt hơn cục đẩy rất là nhiều đó. Và hơn nữa với những cái dòng âm ly, ví dụ như cái dòng răng cua này thì công suất của nó cho ra nó chỉ có đâu đó, em xem con này nó có ghi nhé, nó đâu đó công suất nó rất là thấp anh em ạ. Đây con này nó có ghi luôn này, con này công suất ở đây nó ghi là công suất mắc của nó là được 840W, nhưng công suất liên tục đó, con này công suất liên tục nhé, thì nó chỉ đó đâu được có 120W thôi. Đấy, được có 120W cho một kênh. Thế thì chúng ta đánh với những cái dòng loa là 300-400W thì chắc chắn nó sẽ yếu. Mà anh em biết rồi, hiện tượng công suất nó không đủ ạ, thì nó sẽ gây nên hiện tượng nó méo tiếng và bị vỡ tiếng rất là nhiều. Đó. Nhưng cái dòng này nó chạy với những cái dòng loa Bass 20 công suất từ 880 cho đến 100W thì là chạy ok, hát ok. Nhưng công suất của loa nhỏ như vậy thì liệu hát có hay được hay không? Đó. Chúng ta sẽ được tự đặt câu hỏi thôi. Đấy, loa công suất rất là nhỏ, ví dụ như Bass 20 hát cảm giác cái tiếng mic nó rất là bí tiếng đúng không, rất là khó bay tiếng, khó thoát được được cái tiếng ra đó. Chính vì vậy nên là cái lựa chọn âm ly đó đến thời điểm bây giờ nó không phù hợp nữa. Thứ hai nữa là về cái hú rít. Cái hú rít mic thì chúng ta thấy rằng là như âm ly ấy, chúng ta gặp là khá thường xuyên là về hiện tượng hú rít đúng không ạ? Và nữa là để mà trên những cái dòng âm ly ấy, thì nó là chạy những cái dòng mạch analog đó. Analog thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ là không có các cái mạch chống hú cho chúng ta, không được trang bị mạch chống hú, cho nên là nó sẽ gây hiện tượng hú rít khá nhiều anh em nhé. Đó, và hú rít thì anh em biết rồi, một là dễ hỏng âm ly, hai là hỏng loa đúng không ạ? Đó, thế còn lựa chọn đẩy thì sao? Lựa chọn đẩy thì rất là phù hợp cho anh hát karaoke, nhưng nó lại không phù hợp cho em nghe nhạc đó. Nghe nhạc thì âm ly nó rất tuyệt vời, tiếng nhạc của âm ly nó quá hay đúng không ạ? Nhưng vang đẩy
đó, thì chúng ta lại nghe nhạc thì nó lại không được mượt, không được ngọt như trên những chiếc âm ly đó, thì nó lại phù hợp với anh em việc hát đó. Đây chúng ta sẽ chia ra hai trường phái, một là nghe nhạc, hai là hát đó. Thế nên là nếu như anh em mà hát nhiều, anh em hát nhiều thì anh em sẽ mua cục đẩy đó, nó vẫn đảm bảo được cái việc nghe nhưng nó sẽ không hay bằng âm ly thôi đó. Còn nếu như em nghe nhạc thì anh em sẽ chơi âm ly đó, nghe nhạc nhiều hơn thì sẽ chơi âm ly đó. Chơi âm ly thì ở đây chúng ta sẽ có được cái những khi mà chúng ta nghe ấy, có những cái bản nhạc nhận nhạc bolero hoặc nhạc trẻ, nhạc sàn, nó đều mang cho lại cho chúng ta cái tiếng bát hoặc tiếng chép nghe rất là trung thực và nghe nó rất là hay đó. Đấy. Thế nên là bây giờ hiện tại bây giờ là nhu cầu của chúng ta lại hát nhiều hơn là nghe, đúng không? Anh em thường lúc đầu mới mua thì chúng ta nghe thôi, sau một thời gian thì lâu lâu hát thì chúng ta bật, không hát thì cũng không không có nghe được đó. Thế cho nên là để mà cái đảm bảo cái việc là hát ok thì chúng ta nên mua đẩy anh em nhé, nên mua đẩy và loa ít nhất là loa 30 trở lên đó. Còn không gian nhỏ thì chúng ta mua 25, còn bình thường thì chúng ta cứ mua 30 để cho cái tiếng mic nó đầy đấy, và công suất đảm bảo là chúng ta sẽ dùng cục đẩy đó. Thì đây là cái video mà em phân tích cho anh em đấy, nó đơn giản ngắn gọn là nên mua âm ly hay nên mua cục đẩy đó, nó đều cả hai nó đều có ưu và nhược điểm đấy. Anh em sẽ tìm được là cái nào chúng ta phù hợp thì chúng ta mua đó, trong một trong hai thiết bị này đấy. Và hy vọng cái video này sẽ giải đáp được cho anh em về cái cách nhận biết cũng như là cách chọn làm sao cho nó phù hợp đó. Và xin chào anh em.